sự tích loài hoa mùa hạ ngày xưa các cây hoa như hướng dương hoa hồng thạch thảo rất tự hào vì mình có lá xanh mướt và hoa rực rỡ riêng có cây xương rồng chỉ có gai mà không có lá không có hoa các loài cây trêu chọc chê bai xương rồng xấu xí không đem lại niềm vui cho cuộc đời cây xương rồng tuổi thân lắm nhưng chỉ biết im lặng buồn bã nó thầm ao ước mình cũng có hoa như những cây hoa khác mùa hạ đến nắng như đổ lửa và nóng kéo dài nhiều ngày khiến các cây hoa khô héo chỉ có xương rồng vẫn tươi tỉnh thì ra thân xương rồng mọng nước trên thân lại chỉ có gai nên không bị mất nước trong nắng nóng thấy các bạn héo là đi vì thiếu nước xương rồng liền truyền nước từ thân mình sang cho các bạn giúp các bạn chống chọi với nắng hạn mùa hạ được cứu sống các loài hoa trong vườn đều biết ơn xương rồng không ai trêu chọc chê bai xương rồng nữa bà tiên cây thấy được việc làm tốt của xương rồng liền hóa phép biến ước mơ của xương rồng thành hiện thực. Từ thân hình đầy gai nhọn của xương rồng mọc ra những bông hoa đẹp tuyệt vời. Xương rồng mừng vui khôn xiết khi nhìn thấy những bông hoa rực rỡ trên thân mình.